Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay có tên đội bóng Philadelphia 76 như thế này. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm của mình nhé. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm một chiếc vòng tay có tên đội bóng NBA nhé. Và để bắt đầu vào làm thì ở đây mình đã chuẩn bị những nguyên liệu và các cái dụng cụ như là một cây kéo này. Và các bạn có thể chuẩn bị cho mình thêm một cái kim nhé. Cái kim thì mình sẽ sử dụng để sâu những cái hạt nhỏ. Những cái hạt mà nó bé, nó khó sâu ấy, thì các bạn sẽ sử dụng cái cây kim. Kim sâu vào mình sâu cho nó dễ. Còn các bạn nào mà dùng những cái hạt vườn mà to, nó có cái phần lỗ rỗng, giống như kiểu như thế này, và nó dễ sâu ấy, thì các bạn có thể sử dụng trực tiếp cái sợi dây để mình sâu nha. Mình có rất là nhiều các cái loại hạt này. Và để sâu cái hạt thì mình sẽ cần chuẩn bị đến cái sợi dây nha. Cái dây thì đây mình có cái cuộn dây cước có giãn như thế này, mình sẽ sử dụng nó để sâu. Và mình sẽ cắt ra một đoạn nha. Sợi dây này mình có thể co giãn được và mình sẽ dễ dàng sâu thành sâu các cái hạt vào đúng không? Các bạn mà không có cái sợi dây co giãn thì có thể sử dụng bằng các loại dây khác mà có độ co giãn để làm ấy. Khi mà mình sâu bằng cái dây co giãn thì khi mà sâu xong các cái hạt thì mình mới có thể đeo vào tay được. Nếu mà nó không co giãn thì rất là khó để đeo được vào tay. Tiếp theo thì mình sẽ cần chuẩn bị cái hạt để sâu vào. Ở đây mình có hai cái hộp hạt như thế này, xin được dùng để sâu vào. Hộp bên này của mình là những cái hạt màu sắc có rất là nhiều các loại màu khác nhau. Đây. Mình có những cái màu xanh đỏ tím vàng này. Và những cái màu lấp lánh rất là đẹp. Mọi người có thể tham khảo phần hàng của mình nhé. Còn cái hạt bên này của mình là hạt về chữ. Mình sẽ có thể đục tất cả các chữ cái từ chữ A cho đến chữ Z.
Mình có đầy đủ từ chữ A cho đến chữ Z này. Các cái chữ của mình thì có màu đen trắng. Hai cái màu này rất là dễ phối, nên là mình sẽ sử dụng cái màu đen và màu trắng. Còn các bạn nào mà thích nhiều màu thì mình có thể sử dụng nhiều màu khác nhau để làm. Mình sẽ nhặt riêng những cái hạt này ra để khi mà sâu mình dễ lấy, không bị lẫn lại với nhau. Và để sau mình sẽ sâu phần chữ trước nha. Mình sẽ sâu từ tên của đội bóng trước, sau đó mình sẽ sâu đến những cái hạt màu. Để sau tên đội bóng mình sẽ sử dụng một cái dây này. Sau đó mình sẽ buộc một cái đầu dây lại. Các bạn có thể thắt nút lại.